đáp án chương trình đồng hành cùng phim Dịu Dàng phim Tư Mỹ Nhân tập 62, Hoa Anh Cung. Câu hỏi để tham gia chương trình đồng hành cùng phim Dịu Dàng phim Tư Mỹ Nhân tập 63. Bọn bắt cóc đã ra điều kiện Khuất Nguyên phải đem dạng vàng đến đâu để trao đổi con tin? Cách thức tham gia: bước 1, trả lời đúng và nhanh nhất bằng cách nhắn tin vào Messenger fanpage của đài. Thời gian nhắn tin ngay từ lúc kết thúc tập phim chứa nội dung có câu trả lời được phát sóng trên TTV11 đến lúc chiếu tập tiếp theo. Cú pháp nhắn tin: câu trả lời khoảng trắng, họ và tên khán giả, khoảng trắng số điện thoại để trả thưởng nếu đạt giải. Bước 2, like bài. Bước 3, chia sẻ bài về trang cá nhân. Chúc các bạn thành công.